nguyên nhân gây ra hôi miệng. Thì nguyên nhân hiện tại gây ra hôi miệng do nhà thuốc chúng tôi nghiên cứu và điều trị cho nhiều người được đúc kết được, đó là bốn nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là do vấn đề ở khoang miệng. Các bạn sẽ gặp các vấn đề như sâu răng, viêm lợi, chảy máu chân răng hoặc là phần sau cuống họng là do dịch đờm đóng ở phần họng gây ra, cũng là một nguyên nhân. Tiếp theo là các bệnh lý bên trong. Thì các bệnh lý kèm theo gồm có là dạ dày, thì do là viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc tràn ngược. Rồi vấn đề ở gan, thì mỗi người khi mà nhắc đến gan mọi người sẽ rất lo lắng. Thì thường á là các bạn sẽ bị nóng gan do stress, hoặc là mình nạp một lượng chất độc mà không cần thiết cho cơ thể, dẫn đến là gan bị mệt mỏi và sẽ đẩy cái lượng khí độc lên cái phần dạ dày và sau đó thoát qua đường miệng sẽ dẫn đến hơi thở có mùi. Ngoài ra thì cái vấn đề viêm xoang hiện tại là vấn đề rất là khó điều trị, do là chúng ta phải điều trị vừa hôi miệng vừa viêm xoang, mà trong khi hiện tại là viêm xoang là dạng viêm xoang mãn tính thì rất khó điều trị, nên các bạn sẽ mất niềm tin khi mắc bệnh viêm xoang. Đó là bốn nguyên nhân chính. Hiện tại thì mọi người đang lo lắng là không phân biệt được giữa là tràn ngược dạ dày thực quản và hở van tâm vị. Tại vì theo các thông tin hiện tại thì hở van tâm vị thì dù là đông tây y đều không điều trị được, nên các bạn lo lắng là chúng ta sẽ mất tiền, mất thời gian điều trị hôi miệng nhưng không điều trị hết, dẫn đến là tâm lý điều trị bị suy sụp và không có niềm tin vào thuốc. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta phát hiện mình có bị hở van tâm vị hay không mà không cần đến các bệnh viện, có thể thực hiện tại nhà mà không cần các dụng cụ. Thì chúng ta sẽ vào phòng kính và vui lòng là có một người hỗ trợ các bạn, đó là người thân hoặc là người bạn tin tưởng nhất, không ngại ngùng trước người đó. Khi các bạn vào phòng kính thì chúng ta sẽ ngậm miệng lại trong 5 phút để phần vi khuẩn trong môi trường đường miệng chúng ta nói chuyện nó sẽ giảm bớt. Sau 5 phút thì người bạn chúng ta sẽ ngửi trong không khí là có mùi hôi do miệng gây ra hay không. Nếu có mùi hôi, đó là do là khi các bạn hở van tâm vị, khí nó sẽ đi theo đường thở và thoát ra mũi, nên dù các bạn không nói chuyện thì hơi thở vẫn có mùi. Còn nếu không có mùi trong không khí, đó là chúng ta chỉ bị ở trào ngược dạ dày thực quản. Và vấn đề này điều trị rất là đơn giản, không cần phải mất niềm tin hay sinh lực tinh thần trong quá trình điều trị. Như vậy thì các bạn sẽ có niềm tin tốt hơn và điều trị tốt hơn, tin tưởng vào bệnh và tin tưởng các nhà thuốc. Thì chúng ta khi người ta nói rằng khi có niềm tin thì chúng ta mới điều trị bệnh được. Tất cả bệnh thì trước hết bệnh nhân phải có niềm tin, thì lúc đó điều trị bệnh sẽ triệt để và không bị tái phát. Đó là những chia sẻ mà nhà thuốc chúng tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Mong rằng qua cái clip đơn giản này các bạn sẽ có tinh thần hơn và điều trị